Úi giời ơi, gió kém, đâm ngắn thế kia, úi giời ơi, úi giời ơi, Duyên. Ừ, xin chào anh em đã quay trở lại một khoảng trời riêng nhá. Siêu phẩm 3m2 hay 3m rưỡi đây? 3m rưỡi. Đỏ trắng. Vâng, series chim lửa phải nói cực kỳ hot, rất nhiều em sản sinh ra anh em ạ. Vâng, vẫn là nghệ nhân đấy thôi. Nẹt như Sony nha anh em nhé. Này treo cũng đẹp. Con này phát lên ngày á. Gì cũng đi đâu được. Đường kim mũi chỉ gọi là không thể chê vào đâu được. Đấy, anh em nhìn nhá. Không có một nếp gợn nào nhá. Chính là dí rác là cho dí rác trắng nhỉ. Và dí rác ở giữa này. Đấy. Trên dưới đều nét như đấy, là hôm nay là trời còn nồm nồm đấy nhá. Căng thì nhớ kéo được khóa. À, trời nắng thì kéo được khóa. Rất hot. Bây giờ chúng còn mang bộ khóa quay đây thả thôi. Quả chả bù hôm qua gió đẹp lắm. Lúc đấy gió cũng to anh nhờ. Lúc đấy xong con rông vắt mưa vắt tự dưng nó ngắt gió luôn. Rông nó kéo hết gió. Còi 60 à? Gặp đúng gần rồng anh em, kéo mới hết gió rồi. Cá nhưng mà cái siêu phẩm 3 mét mấy còn đang nằm dưới này anh em. Trong bộ quái này thôi nhưng mà kêu khủng khiếp lắm ấy. Diều nghệ nhân Tuấn Anh Tam Kỳ. Cái này là thử cho linh đao á. Khách này là ở đâu hả Tuấn? Làm chơi. Làm chơi á? Sư cái áo này chưa là em bắt đầu mới làm ý. Đấy, nghệ nhân chia sẻ con này là chiều khách anh em nhá. 3 mét rưỡi là 3 triệu lên đường không nhỉ? 3 triệu nha, đấy nghệ nhân cười rất tươi 3 triệu. Anh em để comment ở dưới, khung và áo là Nguyễn Anh Tuấn nha. Con này là khách ủng nhá, khách đặt cho sang mồm. Anh em ai yêu lên đường luôn, 3 củ. Cực kỳ đẹp và nét luôn. Di toàn phần. Con này có đâm thử thôi chứ còn... Đâm thử thôi. Gió này thì trên hời hợt hết rồi. Vừa nó bị rông nó ngắt mất gió. 3 củ bề ngay. Quất luôn thôi. Đi rồi, đi rồi.
Thằng nó chạy sao được. Ba mét sáu đang hoàn thiện anh em nhá, chưa đáp chân, chưa đánh miệng luôn. Sáo của nhân đào vừa đâm lên gãy cọc. Quá quay đầu bảy. Ừ. Gió ăn lên mà anh đào vút dây thôi, tí đâm. Hello chào anh em nhá. Rồi. Nghệ nhân mới đổ trong làng diều sáo cặc bọt. Xa anh em ạ, vì xa tại vì gió bé. Bắt rồi không? Bắt rồi không? Cứ bắn em ơi, kệ nó. Bắn. Bắt đúng không? Bắt rồi, bắt rồi. Bắt rồi, bắt rồi, bắn thôi. Gió lên ngon rồi anh em ạ. Gió trên bắt đầu ngon ngon rồi. Chả bùi hôm qua gió sợ rồi. Đâu chú nào? Hả? Chú nào? Chú đội mũ kìa, chú Nguyễn Anh Tuấn đúng rồi, chuyên đội mũ đúng rồi. Chỉ đủ diều lên thôi chứ sáo không kêu, sáo kêu bé lắm. Gió bắt đầu lên dần đều nên là cho em đại trà 3m6 rồi đi chơi nhá anh em nhá. Tịt mẹ hết đường chạy rồi. Thank you.
Không phải, con này nó không hết, con chó thế không có. Kèo anh em nha. Hai em, một em Bắc Sơn và một em Tam Kỳ đang kéo nhé. Anh em Toàn. Ok, chào anh em nhá. Hẹn anh em chào trong những clip lần sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại.